là bởi vì anh nghĩ em đã thuộc về anh, nên anh không bao giờ có trách nhiệm muốn giữ nó, và cũng chưa bao giờ quan tâm tới suy nghĩ trong cuộc tình. Rồi cho đến một ngày anh thấy một phụ nữ của anh sắp bước vào tay một người khác, thì anh bắt buộc phải tranh giành lại cho bằng được, như bản năng của một thằng đàn ông, đúng không vậy? Sao anh ích kỷ vậy? Hả? Em nói đúng không? Em là đồ chơi của anh hả? Xong trả lời, anh nói gì đi chứ, lý lẽ